Ok, hướng dẫn thông tin điền nhà băng vào thì mình login vào account của mình, sau đó mình kéo xuống dưới màn hình thì mình sẽ thấy là personal information, mình thấy là enter bank information thì mình sẽ nhấn vào đó. Và sau đó mình sẽ điền những thông tin account của mình, thông tin nhà băng của mình vào. Rồi mình nhấn là checking hay saving, rồi mình nhấn save, như vậy là xong, mình có thể nhận được